Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anti Channel. Và hôm nay chúng ta đang có một cái giỏ trứng các bạn à. Cái giỏ có 3 cái trứng luôn và mở ra cái gì đây? Ồ là là, một màu xanh, cái trứng màu xanh nhân 3. À, không biết cái sự kiện này sẽ là cái sự kiện đặc biệt gì đây? Wow, legend. Ok, sắp có một cái sự kiện rất là mới được diễn ra các bạn à. Để mình đi xem coi nó ra chưa nha. Đây rồi, sự kiện đưa dragon về chuồng. À, chúng ta phải đè đập banh sát cái chuồng này và nó mới bắt đầu nó cho mình chơi. Mỗi bước đi sẽ tốn 2. Rồi, tốn 20 điểm. Hiện tại là mình đang có 1000 à. 1357 điểm. Quả trứng tiếp theo. Ồ, có nghĩa là chúng ta sẽ thu hoạch nhiều quả trứng này để có thể nó tặng mình một cái con dragon legend Daisy. Quả trứng khổng lồ. Wow, nó để cái trứng mà mình thấy chập ba luôn á. Wow. À, đây là chiếc rương thần thánh, nó sẽ mở ra cho mình những chiếc chìa khóa để có thể chơi trong cái khu vực Event 66 nha. Wow, và mọi người hãy vô tranh thủ nha. Cái sự kiện này nó chỉ tồn tại trong vòng 3 ngày và 9 tiếng nữa. Đó, chiếc chìa khóa giải cứu em đẳng cấp là Vero. Đập chuồng heo tiếp. Ủa lộn, đập lòng lòng rồng. À, đây là lòng của con rồng nên mình kêu nó là lòng rồng. Cứ từ từ mà thông thả luôn. Chiếc chìa khóa tiếp theo mình sẽ giải cứu ai đây? Ai sẽ trồng khoai đất này? Wow, để mình xem coi nè. Những chiếc rương này nếu như may mắn các bạn có thể nhận được 150 viên game nha các bạn. 150 viên. Đó là mình xem ở thông tin ở sự kiện đấy. Anh em nào mà đã nhận được 150 viên rồi thì hãy comment trực tiếp vào bên dưới video để chia sẻ với HNT cho vui nha. Rồi, anh em chúng ta sẽ cùng nhau tham gia tham dự cái sự kiện này. 125 điểm trên một bước đi. Càng ngày thì càng tốn nhiều chiên để có thể mở chìa khóa. Hai viên game tiếp. Độ may mắn của mình chưa cao lắm. Và đây chúng ta sẽ đến với, oh my god, hết chiên. Em hết chiên rồi mấy anh ơi. À quên nữa, mình vô mình coi những con dragon mới xem. Wow, trái cây. Ôi trời ơi, giống như là cái nồi cơm của thánh giống vậy, không bao giờ cạn. Và đây là chú đẳng cấp là E. Oh, cầu cấu tứ B. Rất là tuyệt vời, hai con legend. Ở đâu, một con legend và một con cấp E mới. Và đây là sự kiện Heroic. À, mình đã lắp 7 và mình nhận được một chiếc rương. Đây. Wow, còn 3 tiếng nữa các bạn, mình đang cố gắng làm sự kiện luôn. Một cái bông và một cành cây đúng không? Có bông và một cành cây để mình xem coi. Ra lò mấy anh ơi. Thôi này tốn tôi 4 tiền liền. Cứ để từ từ đi hen. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem về một em dragon khá là ấn tượng, có cái nhan sắc vô cùng mỹ miều mà lâu lắm rồi mọi người đã quên lãng. Đây, bé khủng long. Mọi người nhìn xem, con này thì mình đã sở hữu được từ rất là lâu rồi nhưng mà các bạn đã lãng quên chú ấy. Đó, đừng coi thường bạn này nha, bạn này cũng mạnh ớn lắm luôn á. Rồi, thử mang cái bạn này đi. Ít bạn, mình thấy trên YouTube ít người review về cái bé này lắm. Nhưng mà mình thấy con này nó cũng đẹp mà. Thân hình cũng khá là nóng bỏng. Cái đùi thì bự như đùi vịt. Rồi, Hoàng tử băng lao ra và chúng ta đang có một tiên kỹ được thi triển bởi anh Hoàng tử băng. Xem nào. Ôi sao kỳ vậy, đội hình tên bạn gì mà bèo như con mèo vậy. Mình thường nhớ là người ta là level 9 mấy là để đội hình khủng lắm cơ mà không biết sao đội hình này nó bèo. What? Em
mới đánh được có một trận luôn á anh ơi. 24 viên game để đánh được trận tiếp theo là cái này nó hơi cay cú với em á. À các bạn ơi, chúng ta có thể like ra Heroic ở đây nè. Ôi giời ơi, anh em nào thích Heroic con chim này thì bay vào like ra nha các bạn. Rất là đã luôn. Like miễn phí ra Heroic, không cần phải tốn tiền. Đây và đây là anh bạn hộ báo của chúng ta. 5 anh em siêu nhân, ồ lộc, 3 anh em siêu nhân. Một là đây, một màu vàng huyền thoại siêu nhân vàng. Lao thẳng tới và lượng đam của chúng ta lên tới 29.000. Đó, anh bạn Superman của chúng ta. Một pha đáp trả nhẹ nhẹ nữa, 30.000. Ây da, trời ơi, nó quýnh một cái một siêu nhân cùi bốc. Siêu nhân cái gì đâu mà bị người ta đập bấy xây luôn. Quýnh mà không cần, quýnh mà gọi là không nhìn được luôn á. Và đây là tiền chiêu Mantel. Ở giật có hai cái hà. Em đề nghị anh là phải giật nhiều nhiều lên, giật giật mạnh lên nó mới win được. Giật mà yếu xìu là bị người ta quýnh banh xác nữa. Thành viên Emery. Và chúng ta sẽ chào đón thành viên này cùng với anh bạn Titan Băng, một trong những Superman hệ băng huyền thoại. Lao thẳng ra và tuyệt chiêu băng anh ấy đang bốc đất lên và gây sát thương cho tên bạn. Đây, tuyệt chiêu đất. Wow, quá là ấn tượng. Bé Emery đâu phải ngã gục, nhưng mà chúng ta đã phải hy sinh hết một em Titan lửa hay còn gọi là siêu nhân vàng. Thay đổi một chút xíu nha, trận này mang cái con nào mà ra hù người ta cho người ta sợ nè. Đây, đây rồi, đây rồi. Level 25 nghe. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh HNT thì hãy cho mình một subscribe hay là đăng ký kênh. Và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên nha. Để khi mà mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Còn nếu như mà các bạn không nhận được thông báo thì vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều, các bạn chỉ cần lên YouTube gọi chữ HNT là những cái tập mới nhất sẽ được xuất hiện. Nó sẽ được xuất hiện ngay sau khi các bạn gọi chữ HNT vào. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau Dragon Bella. Bella hả Bella? Đây, hốt Bella luôn, hốt cho bé hết la luôn. Dragon Bella đang thi triển khả năng của mình, nhưng mà mình đang có một cái bộ giáp bảo vệ cho nên Bella không ăn hiếp được mình. Căng ghê chưa. Và lần này chúng ta sẽ bật luôn cái chiêu anti, ủa lộc anti nghe. Ở cái chiêu được tăng gấp đôi sức mạnh. Wow, căng dễ sợ khi mà bạn Davy này. Ôi xong, lậm chiên. Gọi là đánh là phải thắng. Còn nếu như mà thua thì thôi. Oh my god, 50 luôn các bạn, 2 ngôi sao và level 50. Toàn là hàng dữ không. Mình cũng nên nhịn người ta xíu đi, chứ mình cương là người ta quýnh mình bệnh luôn á. Ok. Đó, chơi là phải kiếm mấy cái đội hình như vậy nè. Cái đội hình như vậy là chúng ta chơi là vừa nè. Đó, sẵn sàng mang sẵn cái em Bon Mona ra luôn. Chơi vậy nó mới lầy được. Đó. Và bây giờ các bạn hãy nhìn xem, Bon Mona của chúng ta đang đại chiến với một cái em Max chữ A cộng luôn. Level 25. Ồ, level tem bảng khá là cao. Mình quyết định sử dụng từ chiêu Kai là bầu trời đúng không nào. Kai. Ây cha cha, còn 8.000 kìa. Khủng long lửa. Cái đuôi bạn ấy luôn luôn có lửa để đốt. Bạn này đi là không cần mang học quẹt luôn, có lửa sẵn rồi. Wow, bé Millie tem bạn. Với skin baby, bạn ấy đang cuộn tròn để tạo sát thương cho mình. Nhưng mà điều này là sát thương quá yếu. Hai cuộc thành công được một thành viên. Joker đang lao ra và cái gì đây, 6.000 các bạn ơi, mình nên lui về. Chứ mình mà lèo nữa là nó quýnh mình banh xác luôn á. Giật hai cái thôi là win. À,
Ra con đá của chúng ta phải có một cái tầm mới. Có tầm mà phải có tâm nữa. Wow, chiếc rương đầu tiên của chúng ta đã xuất hiện trong ngày hôm nay. Bao nhiêu mảnh Legend Daisy đây? Được 10 mảnh. Hơi bèo chút xíu. Wow. Ây cha cha, tới luôn nghe. Một thành viên rồng đá 3 sao và level 20 đang chào đón chúng ta kìa. Đây là bé Boy Mona, sức mạnh được tăng gấp đôi lên tới 14.000. Mình hút cái nữa là nó hút mình sắp mặt luôn. Tiệt chiêu 1, 2, 3, 4, 5. Wow, nó giật đúng 5 cái mà chiến thắng mang về cho team chúng ta rồi. Đây rồi, mình phải chơi với những người cùng đẳng cấp với mình chứ hả? Bạn 32 mình 25 là mình cưa vậy nó mới vui. Một pha bơi cát đến từ team bạn, mình vẫn còn cầm cự được. Tiếp tục bơi cát trâu vô mặt. Ôi trời ơi, nó quýnh mình. À, và đây là chúng ta được tăng sức mạnh nè. Gồng lên 17 luôn các bạn. Lượng sức mạnh đến từ bé Bon Mona không phải dạng vừa rồi. Trời ơi, nó giật à. Nó giật kinh khủng luôn. Nó giật không chớp mắt luôn á. Mi giật hả bưởi, mi giật với ta. Ok các bạn ơi, và video này cũng khá là dài rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.